Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV này. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối giúp các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì là ngày mai thì là mùng 1 rồi, tháng 11 rồi, thì là cũng còn 2 tháng nữa thôi là đến Tết âm lịch của Việt Nam rồi. Thì các bạn là nhanh tay đi kiếm tiền và mua những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ để các bạn về là xài Tết với những con máy mà đẹp nhất và rẻ nhất các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con Oppo này, là con Oppo Reno 2F này. Đấy, con Oppo Reno 2F. Con Oppo Reno 2F này thì con này là phiên bản của nó là RAM 8GB. Đấy, màn hình của nó là AMOLED nhé. Đấy. Đây, màn hình con này thì là tràn viền này, 6,5 inch. Màn hình của nó là Full HD cộng, con này là AMOLED nhá. Con này là màn hình của nó là AMOLED nhá. Con này là phiên bản là RAM 8GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Con Oppo Reno 2F này thì là máy đẹp, thì ngoại hình máy còn 90 trên 90%. Được cái màn hình của nó là màn hình của nó là Full HD cộng, các bạn xem video này hay là các bạn xem hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời, quá là đẹp luôn. Con Reno 2F màn hình của nó là AMOLED này, cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, Reno 2F thì nó là được cái là trang bị camera thì cực kỳ là sắc nét này. Camera trước thì có to thụt nhé, rất là xinh nhé. Các bạn bán hàng livestream cực kỳ tuyệt vời, các bạn ấn xuống này nó sẽ tự động thụt xuống nhé, các bạn nhìn rất là thích nhé. Này, ngoại hình máy thì còn 90 trên 90%. Con này khai khách xài rất là dữ nhá, vẫn còn miếng nguyên cái miếng dán mà mặc định theo máy này, lúc mua này, mua hàng này. Đấy, vẫn nguyên miếng dán theo máy này. Thì mình sẽ kết thử, nối thử wifi, mình sẽ nghe thử nhạc trước Oppo Reno 2F để cho bạn xem như thế nào nhá. Đấy, đấy, đã kết nối rất là nhanh, wifi cực kỳ là nhanh luôn. Mình sẽ vào cái mục là nhạc vàng cho bạn xem nhá. Nhạc vàng thì nó hay nổi lắm. Đây, nhạc vàng thì bây giờ nó hay nổi lắm. Loa thì cực kỳ là phê nhá. Cổng sạc là cổng sạc tai si các bạn nhá. Đấy, đấy, loa nghe to và cực kỳ là hay các bạn nhá. Đấy, màn hình rất là đẹp nhá. Đây, các bạn xem cái này, quá là sắc đấy, không nghiêng. Đấy, đấy, rất là hay, cực kỳ là tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F này, các bạn nhớ hàng liền sớm nhất nhá. Của nó thiết kế là 1, 3, 4, 5 camera này, 4, 5 camera luôn. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.200.000 nhá. Con Oppo Reno 2F này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.200.000 cho bạn nhá. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc các bạn xài hoặc là tặng bà xã người yêu bồ nhí, cực kỳ tuyệt vời. Thì bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F này, các bạn liên hệ chúng mình qua hai số điện thoại nhà mình là 0966221789. Số này thì mình cũng sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 cũng được, các bạn thể liên hệ số 2 chúng mình. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Mong các bạn đừng gọi cho mình là sớm quá, có muộn quá các bạn nhé. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng mình, các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về được con này là con Samsung A70. A70 thì màn hình con này cũng màn hình của nó là AMOLED nhá. Con này là RAM, con này là mình sẽ xem của nó là RAM bao nhiêu GB. Đấy, phiên bản của nó là RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6,7 inch nhá. Pin con này là pin 4000. Đấy, màn hình 6,7 inch cực kỳ là to, con Samsung A70 này. Thì là ngoại hình con này thì cũng còn máy còn 90% các bạn nhá. Đấy, máy cũ rồi mình thì nói tầm 90% thôi. Nói mà 99% thì nó hơi quá các bạn nhá. Đấy. Con Samsung A70 cũng hỗ trợ cổng sạc Type-C nữa các bạn nhá. Con Samsung A70 này thì bên mình gì nhỉ, cũng thanh lý các bạn với giá là 4 triệu đồng nhá. Con Samsung A70 này thì bên mình thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng nhá. Đấy, A70 là 4 triệu đồng nhá. Đấy, xả cho điện thoại đầu tuần cho bạn nhá. Đấy. Việc tiếp theo là nhà mình hôm nay về được hai mẫu giá rẻ. Con Samsung con này là Samsung gì nhỉ? Đây, con Samsung này là Samsung Z5 Bright thì con này thì là các bạn cũng đã rõ rồi. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB.
con Z5 Brand này, con này là bản Việt, bản công ty, hai sim hai sóng. Con này thì là ngoại hình thì cũng có, cũng phải theo thời gian nhé. Đây, cũng phải theo thời gian thôi. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.000.000 đồng nhé, con Z5 Brand này. Đấy, nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.000.000 đồng Samsung Z5 Brand nhá, bản công ty, hai sim hai sóng, như bạn lựa chọn nhé, 1.000.000 đồng nhá. Đấy. Và tiếp theo là con này là con Vivo. Con này là Vivo i51. i51 con này khách dùng rất là dữ luôn. Đấy. Khách dùng rất là dữ và rất là mới luôn. Này, khách dùng rất là dữ, rất là mới luôn. Hầu như là không dùng, bỏ không, bỏ đấy tủ. Đây, keo kiếp vẫn nguyên bình dàn keo này. Con ốp gì nhỉ? Con Vivo i51 này. Con này cũng là RAM 2GB, bộ nhiều trong là 16GB. Con Vivo i51 này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 900k nhé. Đấy. Còn i51 này mình sẽ xả bạn với giá 900k. Đấy, i51 2 sim 2 sóng. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ cho nó, giới thiệu điện thoại này. Mình sẽ xem cái khác. Bộ nhớ lưu trữ này. Đấy. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhé. Đấy, còn Vivo i51 này bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k nhá, rất học sinh và sinh viên nhá. Đấy. Đấy, 900k con Vivo này cho bạn lựa chọn này. Đấy. Đấy, các bạn làm một máy phụ nghe gọi rất là ok các bạn nhá, 900k nhá. Và tiếp theo thì nhà mình lại về là con này là con gì nhỉ, con này là con Redmi 3 nhá. Đấy, con này là con gì nhỉ, Redmi 3 thì con này là RAM 3GB. À, con Redmi 3 này là RAM 3GB này, nó bao phone này, mình chưa chuyển sang tiếng Việt các bạn nhé. Con này là Redmi 3, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này thì là 6 inch, tràn viền 6 inch, hơn 6 inch, pin thì là 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Thì là ngoại hình thì con này còn độ 85%, tại vì cái bụi bụi này thì dính ốp thôi, kiểu khách xài ốp, xài ốp nó dính các cái bụi bụi ốp vào thôi nhá. Đấy. Đây. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 500k nhá. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 1.500k. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá, pin thì là pin 4000 nhá. Các bạn dùng cực kỳ là phê nhá, hai camera này. Đấy, Redmi 3 này. 1.500k cho các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy. Đấy. Và tiếp theo là con này là con Oppo này. Con này thì là sẽ là Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo, đây con này cũng chưa chuyển sang tiếng Việt. Con này là Oppo gì nhỉ? A7 này. Con này là con Oppo A7, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Oppo A7 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.800k nhá. Con Oppo A7 này 1.800k. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, có cả vân tay này, khuôn mặt này. Màn hình con này pin cũng 4000, hơn 4000. Màn hình con này thì cũng màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch các bạn nhé. Oppo A7 1.800k cho các bạn nhé. Đây, iPhone 6S. Thì hôm nay nhà mình lại về con iPhone 6S này, con này là bản 64GB nhé. Đây, con iPhone này, con này iPhone 6S, con này là bản 64GB này. Còn iPhone 6S con này là bản quốc tế 64GB nhé. iPhone 6S con này là bản quốc tế 64GB. Hôm nay mình vừa mới đây, ngoại hình thì còn độ 90%, vỏ thì có phẩy phẩy, kiểu nó mặc định của 6S thì nó vỏ hay phẩy phẩy này. Đấy, 6S 64GB. Đấy, 6S 64GB này thì là tất cả tình trạng là main zin, màn zin. Chỉ có duy nhất là khách đã thay mỗi viên pin rồi các bạn nhé. Đấy. Khách bộ đã thay viên pin rồi. Tình trạng pin là còn 93%. Con iPhone 6S 64GB bản quốc tế này thì là bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.500k các bạn nhá. Vân chân vân tay đầy đủ nhá. Tất cả máy bình thường vân chân vân tay đủ nhá. 2.500k cho bạn nhá. iPhone 6S 64GB này. Này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con Samsung A8 2018 này. Con Samsung A8 2018 này, con này là bản Hàn. Này. Này. Con này là bản Hàn, một sim. Cấu hình con này là RAM 3, sorry các bạn, RAM 4GB nhá. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Con A8 2018 này, màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED nhá. Full HD. Full HD cộng luôn. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Đây, con này thì là ngoại hình còn 90 trên 90%.
con này thì là máy đẹp leng keng xà beng nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý mọi giá là 2.400.000 cho bạn nhé. Đấy, con này thì là màn hình của nó là 5.6 inch, rất là nhỏ gọn, cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Bản Hàn một sim 2.4 triệu các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. 2.4 triệu cho bạn nhé, 2.4 triệu để 2.4 triệu nhé. Đấy, và cuối cùng nhà mình lại về là con này là con Samsung Note 8. Thì hôm nay nhà mình về là con Samsung Note 8 này. Đây, Samsung Note 8 này. Đấy, Samsung này là Samsung Note 8 này. Note 8 này thì là phiên bản của nó là RAM 6GB nhá. Samsung Note 8 thì hôm nay nhà mình lại về là con này. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con Note 8 này, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đấy, con này thì màn hình đẹp nhá, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Con Samsung Note 8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000. Thì là con hình con này thì là mở khóa mặt thì có 3 tính năng: khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Màn hình con này thì là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mình sẽ kết nối vào xem phim, nghe nhạc cho bạn xem Note 8 luôn. Tuy Note 8 ra đây mà thời điểm lúc nó, nói chung là các bạn mơ ước, mà nói chung là mơ ước có tiền mới mua được thôi. Bình thường những các bạn mà làm công chức nhà nước ấy, hay làm gì nhiều tiền ấy, nói chung mình có tiền mua những sản phẩm này. Còn bình thường mà dân lao động phổ thông mua có tiền mua con này thì cực kỳ hiếm nhé. Đấy, đấy, đây, Note 8 thì nghe nhạc cực kỳ là hay nhé. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là hay. Đấy, đây, màn hình của nó là màn hình phân giải 2K mà. Các bạn xem phim 2K, 4K thì khỏi phải chê đi các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn hàng mình sớm nhất nhá. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc màu gold này, thanh lý cho bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho những bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chung thông báo thì mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng giá nào bên mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đồ một tuần và bảo hành đào 6 tháng. Nên là các bạn cứ là nhanh tay lựa chọn nhé. Đây, giờ này cũng có người gọi máy này. Thì là chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống luôn là hạnh phúc các bạn nhé.